Xin chào, hello mọi người. Ngày hôm nay thì mình dẫn mọi người lên căn phòng mới của mình mà mình đã bật mí cho mọi người trước đấy để chúng mình cùng ăn sáng nhá. Bây giờ thì hãy cùng pha một cốc cà phê, nướng một chiếc bánh và mọi người hãy cùng ngồi xuống đây với Hà để nghe Hà kể cho mọi người về câu chuyện làm căn phòng này nhá. Ok, sai sai đâu nhỉ? Mình tìm thấy rồi mọi người ạ. Hi hi. Bây giờ sẽ pha cà phê nha. Mình lên ý tưởng làm bếp trong đợt dịch đầu tiên của năm 2021. Tuy nhiên thì mãi đến phải đến tháng 9 ý, thì mình mới có thể bắt tay vào thực hiện nó. Tại vì như mọi người thấy đấy, năm vừa rồi chúng mình kiểu dịch cả năm luôn. Cái phòng này thì nó vốn là một cái nhà kho khác của nhà Hà và mình đã quyết định là mình sẽ sửa nó để có cho mình một cái căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh riêng. Tình trạng sàn trần tường đều rất xuống cấp và tạm bợ. Và kế hoạch của mình là biến nó thành một căn phòng với thật nhiều ánh sáng, với nhiều kính để có thể tận dụng được chiếc view cực xinh. Lần này với chi phí thấp, mình tận dụng lại hết bộ kính cũ vốn đã ở đây hoặc bị chất trong kho, chỉ đặt thêm một ít cho khít cái khung thôi. Lúc đầu thì mình cũng khá suy nghĩ, tại làm mới thì sẽ xịn và đẹp hơn, nhưng mà thực sự thì nó dội lên khá là nhiều tiền và bỏ bộ cũ đi thì cũng lãng phí, nên là bây giờ thì mình cũng khá hài lòng với lựa chọn tận dụng mọi thứ. Với tường hai bên và trần mình sẽ làm thạch cao. À, vì mái ngói hàng xóm khá đẹp nên mình cũng để thêm một miếng kính ở đó để có view. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không, nhưng cả cái quá trình đấy nó tốn của mình phải 2 tháng trời, lâu hơn rất nhiều so với những cái phòng khác, tại vì cứ dịch đỡ dịch xong rồi lại dịch lại ấy. Và tại vì cái phòng này toàn là kính với thạch cao nên là mình không chung tay làm được một cái gì như các phòng khác, kiểu sơn cũng không sơn được này, sửa cũng không sửa được, nên là mình thấy mình khá là vô dụng ở cái phòng này. Tuy nhiên thì nó cũng đã có một cái tổng thể khá là hài hòa, khá là xinh xắn mà mình cũng rất muốn khoe với mọi người. Chi phí thì cũng không quá cao đâu, tại vì mình tận dụng khá là nhiều thứ ấy. Và đây là căn phòng sau khi mà đã làm thô xong. Hello mọi người. Mọi người ơi, đây là căn phòng mới của mình. Với sàn thì mình vẫn làm nhựa giả gỗ như các phòng khác của mình, cho nó đồng bộ, vừa sạch mà giá thành cũng khá là hợp lý. Căn phòng này thì cũng khá nhỏ, có diện tích chỉ tầm từng này thôi. Và mình muốn tối đa năng suất sử dụng của phòng nên mình sẽ lựa chọn nhiều thứ có bánh xe, có thể di chuyển được. Cụ thể thì mình định làm thế này nha mọi người ơi. Đây đây, hôm nay lại được sử dụng đến khả năng vẽ nhân vẽ quậy của mình rồi, hi hi. Đầu tiên thì tại vì trình độ vẽ có hạn nên là mình sẽ chia ra thành 4 mảng tường nha. Với mảng tường đầu tiên thì dự định của mình là sẽ để một cái tủ lạnh này. Sau đấy thì sẽ có một cái khung chậu rửa. Cái này thì mình đã nghiên cứu rất nhiều và cuối cùng thì mình lựa chọn một cái khung chậu rửa từ IKEA, mình đặt của Trung Quốc. Và bên cạnh đấy thì sẽ là một cái giá sắt để những cái đồ nấu bếp như là lò nướng, nồi cơm, lò chiên không dầu, vân vân mây mây, những cái đồ xinh xinh ý. Yep, và đến mảng tường thứ hai thì là cái mảng tường bên 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 trái. Cái mảng tường vừa rồi nhá, mọi người tưởng tượng nha, thì nó sẽ có một cái tranh vải đi. Sau đấy thì ở góc thì mình sẽ để một cái cành cây, sắp đến Tết rồi, để cành đào hoặc là cành tiết mai hoặc là cành cành gì đấy cho nó kiểu cây cỏ. Và một mặt nữa thì sẽ là một cái view rất là xinh với thật nhiều cây xanh mà vốn có ở cái phòng này, chắc chắn là mình sẽ tận dụng cái view này. Và cái mảng tường cuối cùng thì như mình có chia sẻ hồi nãy, nó sẽ là một phần kính và một phần tường trắng. Phần tường trắng thì mình sẽ treo một cái đồng hồ, còn phần kính ấy thì sẽ có mái ngói ở ngoài. Đó, đại khái là như thế. Ở giữa phòng thì mình sẽ đặt một cái bàn quầy bar cao cao một chút. Mình có thể sử dụng cái bàn này để có thể quay những cái video nấu ăn với mọi người, hoặc là mình khi nào chán thì mình có thể kéo nó ra góc để có thể ngồi pha cà phê hay là uống vang, chiêu chiêu nhìn đường. Trình độ vẽ hơi có giới hạn, mọi người thông cảm nhá.
Đó thì đó là cái ý tưởng ban đầu của mình khi mà làm cái phòng này. Tuy nhiên khi mà làm ấy thì cũng đã có rất nhiều những cái thay đổi và rất nhiều những cái mà mình không lường trước được. Ví dụ như là mình không tìm được những cái đồ mà mình mong muốn. Thừa nhận với mọi người là đến thời điểm hiện tại ấy, thì cũng có rất nhiều đồ mà mình chưa tìm được và mình vẫn rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Có mỗi cái khay đá mà không bẻ được. Đây là khay đá bé nhất mình từng thấy. Sao khó thế? Được rồi. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ uống một cốc latte. Một ngụm cà phê bắt đầu buổi sáng nào. Mình vẫn pha tệ như mọi khi. Hà Nội mấy bữa nay đã vào đông rồi, người ta bắt đầu chặt bớt cây vì sợ bão. Đợt vừa rồi mình cũng ở nhà nhiều vì Covid nữa, nên mình cũng ăn bóc và tranh thủ lắp khá nhiều đồ cho bếp. Mình thì vẫn là một đứa dở hơi, mình luôn thích lắp mọi thứ. Và mình thậm chí còn có tham vọng là lắp tất cả mọi đồ một mình cơ. Nhưng mà có vẻ là nó hơi bất khả thi một chút. Nên là hai lần lắp đồ thì mình đều nhờ trợ lý và bố mình lắp cùng. Cũng có tranh cãi với cả bố về việc lắp đồ như thế nào. Nhưng mà tóm lại thì cũng đã lắp được. Và hai bố con cũng có thời gian vui vẻ bên nhau ha. Thật sự là cái phòng này, mọi người thấy mình thay áo đúng không? Tại vì mình vừa hậu đậu làm rớt cà phê ra cái áo trắng kia. Nên là mình phải thay một chiếc áo khác. Bây giờ sẽ nướng một chút bánh để ăn sáng thôi, vì thật sự là mình đói lắm rồi mọi người ạ. Xong rồi mình sẽ buôn tiếp với mọi người về căn phòng nha. Yummy. Tranh thủ chờ bánh được thì mình sẽ tám với mọi người về những cái đồ mà mình mua ở đây nhá. Thật ra đợt này dịch giã khá là căng thẳng, xong rồi mình cũng không đi được nhiều ấy. Thế nên là tất cả những cái đồ này thì mình đều mua online cả. Và mình mua ở trên Lazada nha. Ship cũng rất là nhanh và kiểu đồ xinh dã man luôn ấy, rất nhiều lựa chọn. Chưa kể là Hà còn tìm được rất là nhiều những cái khuyến mại nữa. Mình nhớ là những cái đồ này ấy, từ lúc mình đặt đến lúc mình nhận được nó chỉ rơi vào khoảng 1 tuần thôi. Thế là cực kỳ nhanh đúng không? Mà xinh không mọi người? Đáng yêu ha. Đáng yêu ha. Xinh quá. In love. Mình thấy cái nồi. Mình thấy cái nồi trên phong dầu này lần đầu tiên ở trên vlog của một chị nấu ăn người Hàn Quốc mình hay xem, nếu mình không nhầm thì là Kitchen Story hoặc là Honey Jobu gì đấy. Nhưng mà mình cực kỳ mê luôn. Thì em nồi trên phong dầu này của Xiaomi. Mình còn chưa bóc mọi người. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Em ý có rất là kiểu chế độ hẹn giờ này, xong rồi còn có thể kết nối với cả app Xiaomi ở trên điện thoại nữa. Và chắc chắn là một con nghiện Xiaomi nhưng mình không thể nào bỏ qua cái nồi chiên không dầu này được. Mình sẽ dùng thử và mình sẽ update cảm nhận của mình với mọi người ở trên Instagram nhé. Nhưng mà mọi người nhớ lên follow Instagram của mình. Và ui, có vẻ bánh đâu rồi mọi người ạ? Mình ngửi thấy mùi rồi. Ui giời. Và đồ dưới này thì mình có ba cái máy này, là nồi cơm này, một cái nồi cơm rất là bé xinh, nồi cơm siêu bé mình cũng chưa dùng. Đây mọi người ơi, màu trắng kem, một cái máy nướng bánh mì và một cái lò nướng thế này đều là ở Be cả. Nếu mình nhớ không nhầm thì Be là một thương hiệu của Trung Quốc. Tuy nhiên thì chất lượng của cái thương hiệu này mình thấy khá là ổn. Và điểm cộng của nó đó chính là mẫu mã cực kỳ xinh xắn, cực kỳ dễ thương, có rất nhiều đồ màu hồng như thế này, nên là chắc chắn là một con nghiện màu hồng như mình phải mua rồi mọi người ạ. Chưa kể là Be còn có gian hàng chính hãng ở trên Lazada, nên là nếu mà bạn nào muốn mua đồ của Be thì chúng mình hoàn toàn có thể tìm được và không sợ bị mua đồ nhái hay đồ kém chất lượng. Và theo như Hà nhớ ấy, thì hình như Lazada cũng đang có chương trình sale up to 70% dành cho Tết từ mùng 5 đến 14 tháng 1 cho tất cả mọi ngành hàng luôn, nên là tầm này mà mọi người đặt đồ sắm Tết ấy là rất là hợp lý rồi, nên là mọi người hãy đặt luôn để chúng mình có đồ trước Tết nha. Link sản phẩm thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho bạn nào cần. Nên là mọi người nhớ check nhá. Hãy cùng mua những cái món đồ xinh xắn như của Hà. Ôi dồi ôi,
gian bếp thiếu thốn còn chưa có mấy cái đồ gấp nên là mình dừng tay, mọi người thông cảm nha. Ăn sáng thôi, mời mọi người. À, mình còn khoe mọi người cái máy này nữa. Đây, một chiếc tìm kiếm mà mình rất ưng ý, nhìn giống cái gì? Mọi người thấy giống cái gì? Hay cái bình tưới cây đúng không? Nhưng thật ra thì nó lại là một cái ấm siêu tốc. Xinh ha. À, vẫn còn nữa, khoe luôn. Thì ở đây mình có một cái bếp. Mình đã quyết định là mình sẽ không sử dụng bếp bếp từ hay là bếp điện, tại vì thật ra chả vì tại vì cái gì cả, hai cái đấy thì an toàn hơn, nhưng mà tại vì cái bếp ga này quá xinh mọi người ơi, nên là mình không thể nào không lựa chọn em ý. Thì đây là một chiếc bếp ga của Dr. How, cái này là hàng kiểu các bạn nhập sẵn ở về Hà Nội, nên là mình đặt ship rất là nhanh, kiểu 1-2 ngày mình đã nhận được luôn rồi. Thì đây là một cái bếp ga mà mình dự định là mình sẽ sử dụng nó để nấu khá là nhiều những cái món ăn khác nhau để có thể quay video cho mọi người. Đương nhiên là cái căn bếp này của mình thì sẽ phải có rất nhiều thứ nữa để có thể hoàn thành được như ý. Cơ mà ngày hôm nay thì mình thực sự rất là háo hức để có thể khoe với mọi người những gì mà mình đã làm được, và mình rất mong là mọi người có thể góp ý cho mình một vài ý tưởng để mình có thể làm cái căn bếp này nó đẹp hơn. À, trước khi đến với tình hình căn bếp hiện tại thì mình cũng muốn khoe mọi người bộ sưu tập gốm của mình. Nếu mà bạn nào có follow mình ý, thì cũng biết mình là một đứa nghiện săn gốm Nhật. Nghe nghiện thì cũng hơi quá, nhưng mà đại khái là mình mê lắm luôn. Đó là một cách xả căng thẳng của mình. Chán chán là mình lại lên săn gốm. Mà chả biết từ bao giờ thì nó nhiều dã man rồi mọi người ạ. Nên là hôm nay thì mình có cái để khoe đây. Mọi người thấy xinh không xinh không? À mà còn cho mọi người nghe tiếng tủ lạnh mới bóc. Phê gì đâu. Xin mời. Mọi người là team trà hay cà phê? Comment phía dưới cho bạn Hà biết rồi nhé. Nào ăn sáng thôi mọi người ơi. Thậm chí là mình cũng chưa kịp mua mấy cái đồ kiểu gia dụng như này đâu, mình chỉ có một hai cái thôi ấy. Ở đây mình cũng không hề có dao, mình chỉ có hai cái dĩa. Nên là xin phép ăn bằng hai cái dĩa. Đói quá rồi. À, đấy khoe với mọi người cả cái máy pha cà phê này nữa. Mình khoe nhiều quá. Sáng sáng lực dậy lên đây pha cà phê, uống cà phê chiêu chiêu ngắm đường, nhưng hôm nay còn trời mưa ấy. Chiêu cực kỳ chiêu dã man. Nên là mình rất hài lòng với em nó mọi người. Tầm giá thì cũng tầm giá ở mức trung bình thấp thôi. Nên là mình nghĩ là nếu mà mọi người đang tìm một cái máy pha cà phê cho gia đình ấy thì hoàn toàn có thể tham khảo em này, cực kỳ tiện luôn. Với căn phòng này thì thật ra là nó cũng chưa thực sự ưng ý mình lắm, tại vì mình cũng chưa có dành nhiều thời gian và chưa có nhiều thời gian để có thể cho căn phòng này để có thể làm nó đẹp như mình muốn. Và một cái nữa mà mình cũng đã tìm rất là nhiều để có thể chọn được ấy, chính là cái bàn này. Thì đây là cái bàn, một cái bàn mà mình phải mua online, mình mua ship ra từ Bình Dương lận. Nó là một kiểu đồ xuất khẩu ấy, đồ gỗ xuất khẩu. Và tại vì mua online nên là có những cái mà mình không tính được. Ví dụ như là mình đã nghĩ là nó sẽ to hơn như này, nhưng mà cuối cùng thì nó lại hơi nhỏ hơn so với cả mình nghĩ. Nhưng mà sau khi mà lắp xong ấy thì cũng thấy đây là một cái tủ rất là xinh. Mọi người thấy xinh không? Ngon quá. Dạo này mọi người có xem cái show mới của Netflix không? Cái gì nhỉ? Single Inferno. Hot dã man. Zia xinh nhỏ. Thích cấp. Nếu mà chương trình này có về Việt Nam, hãy cho mình casting nhá. Mình đăng ký trước. Có tí cà phê vào bắt đầu khoe luôn à? Yep, ừ. Ok mọi người ơi, bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người về một thứ mà mình đã tìm kiếm được mà mình cũng khá là ưng ý trong cái đợt làm bếp này, đấy chính là chiếc tủ lạnh mini DJs. Đây, đổi trước đây là một cái hãng của Trung Quốc, nó cũng có liên quan đến Xiaomi thì phải. Và mình đã tìm được cái em ý và mình phải order bạn ý từ Trung Quốc, từ Taobao về. Thì cái tủ lạnh này, nói thật với mọi người thì giá nó cũng không được rẻ cho lắm, nó rơi vào khoảng tầm 7 triệu. Nhưng mà rất là xinh đúng không mọi người?
Nên là bây giờ thì mình cũng sẽ cho mọi người xem là trong tủ lạnh của bạn Hà sẽ có gì nhá. Một chiếc tủ lạnh rất là ok. 1, 2, 3. Ta-da. Ôi trời ơi. Xin giới thiệu mọi người, tủ lạnh của mình chưa có gì lắm. Có rất nhiều sô-cô-la. Mình là một con nghiện sô-cô-la. Nếu mà nói không ngoa ấy, thì sô-cô-la chính là món kiểu cheat meal của mình ấy. Mình lúc nào mình cảm thấy căng thẳng quá, cảm thấy stress quá thì mình hay ăn sô-cô-la. Có một vỉ Yakult uống cho dễ tiêu. Có mấy quả dâu. Và ở dưới này thì có một ít hoa quả nữa. Cái này hôm trước bọn mình mới mua để quay này. Có một vài chiếc mặt nạ. Ở đây thì mình có sữa. Có hai loại sữa. Có soju. Và có một quả dừa. Trợ lý của mình vẫn hay trêu mình ý là chị mua tủ lạnh làm gì. Chị mua tủ lạnh cuối cùng cũng chỉ để rượu, để sô-cô-la và để kem mà thôi. Yep. Thì đây là tủ lạnh nhà mình. Mình có hai cái khay đá mini như mình có khoe mọi người hồi nãy. Hai cái khay đá siêu bé này. Có một ít bánh mì, bánh ấy mình để ăn sáng. Và có khá là nhiều kem. Ở đây mình có một hộp Dairy Queen. Có hai hộp Häagen-Dazs của mình. Và có một chiếc kem cá. Và kem cũng là thứ mà duy nhất mà mình thích nhiều nhất trong cái mùa dịch này. Mình kiểu cho dù trời lạnh lắm ấy thì mình cũng thích uống đồ lạnh mà mình cũng thích ăn kem. Có một cái tủ lạnh riêng cho mình ấy thực sự rất là hạnh phúc luôn ấy. Mình không phải chạy xuống tầng 1 để lấy đồ mà mình có thể lên đây sống trong một cái thế giới đồ ăn, ăn vặt các thứ của riêng mình. Để mình ngồi đây yêu thương cái tủ lạnh của mình hơn một chút nữa. Ở bên này thì có một cái giá như thế này thì chắc là mọi người cũng đã nhìn qua rồi. Và bây giờ thì mình đang bày nó hơi khác so với cả cái tưởng tượng của mình lúc đầu ấy. Mình đã quay hết mọi thứ sang phía bên này. Tại vì khi mà mình bày nó bên này thì mình cảm thấy là nó không được hợp lý lắm. Nhưng mà khi mà bày sang bên này rồi thì mình cũng cảm thấy nó cũng chưa được hợp lý lắm. Mình cũng chưa ưng. Và có một điều rất quan trọng đấy chính là một cái món đồ mà mình cực kỳ mong chờ nó vẫn chưa về. Đấy chính là cái chậu rửa bát ấy. Hơi tiếc một chút, không thì mình cũng sẽ khoe với mọi người luôn. Cơ mà chắc là mình cũng sẽ khoe nếu mà nó về ở trên Instagram. Nên là mọi người follow Instagram của mình nha. Đó đó. Thì đấy, đại khái căn phòng của mình hiện tại thì nó cũng chưa được hoàn thành cho lắm. Nhưng mà nó cũng khá là ok rồi. Không biết là ok chưa, nhưng mà mọi người hãy cho mình góp ý nha. Mình nên sửa nó như nào, hay là mình nên xếp mọi thứ như thế nào để nó có thể đẹp hơn, để nó có thể hoàn thiện hơn. Mình rất mong chờ góp ý của mọi người. Và maybe là mình sẽ update với mọi người trong một video vlog nào đấy sau này của mình về căn bếp lần này. Và hy vọng rằng mọi người thích cái sự tu sửa lần này của mình. Đừng quên like video để ủng hộ mình nữa. Mình sẽ luôn cố gắng thật nhiều để có thể làm video hay hơn, đẹp hơn, chất lượng hơn, thú vị hơn để gửi đến mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sắp tới nhá. Bye bye. To my ladies, grinding it out on the daily, 18 to 80, from the shores of Jersey to Haiti, we are who we are, don't put on a show, except when I sing on the radio, not used to a girl who's telling you no, you wanted me good, well I'm good to go, I'm not asking for permission, and I don't mind.